Ok, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Rika Gaming, và chúng ta cùng đến với ván đấu thứ ba cũng là ván đấu cuối cùng trong ngày hôm nay trên giải đấu No Online đại chiến. Giải đấu bao gồm rất nhiều streamer nhà S Mobile như là Sĩ Kẹo, như là Starboy VN. Bữa nay chúng ta đang có team của AFK, họ đang có mặt ở trên máy bay ở vị trí thứ nhất, đã bắt đầu nhảy dù rồi, và có lẽ là họ sẽ di chuyển đến khu vực kho quân sự tin là như vậy để kết thúc nhanh ván đấu này hay chăng. Sĩ Kẹo và sát thủ LZ họ cũng sẽ nhảy một thùng lũng như thường lệ mà thôi. Team của BB ông xoáy đó là đây là team của game Củ Tạ, họ đang nhảy xuống khu vực doanh trại là nơi dừng chân của mình. iPhone béo KR nện 19 cộng, họ chọn khu vực cảng lớn là nơi dừng chân. WAG MAMIC cùng những người đồng đội mình ở team Ria Kia mình, họ sẽ nhảy khu vực thành phố, không, đó là nhà máy điện, tôi nghĩ họ sẽ nhảy khu dân cư cơ. Cá sấu A anh Thìn đã có mặt trong khu vực nghĩa địa sau IVN, cũng như người đồng đội mình nhảy xuống khu vực mé bên tay phải cổng trời. Người vô lý và 18 cộng vô lý và siêu PR họ sẽ có mặt ở trong khu vực thung lũng và sẽ có khả năng là sẽ có những pha giao tranh từ rất sớm. For Đa Tài như Kiên Bắc Kỳ và Phước có đang mặt trong vực cổng trời. Vâng, phải nói là team For Đa Tài này có rất nhiều người cực kỳ đa tài, nhưng mà trong ván đấu này họ đã mất đi một người rồi, có một người bị disconnect không vào được. Tương tự đó team của Rio TV, người phá sử Alarm anh ta cũng đã bị bay màu từ trước khi ván đấu này bắt đầu. TAT Bảo Ly, Lưu Trung TV, TLM Rambo như Tukuda họ cũng nhảy xuống với nhà máy điện. Lúc này họ đã quyết định là đáp cáp đi qua bên đảo Dừa, và lúc này Prybrick, Rocket, SV Hổ và Nhan Mèo họ có mặt trong vực khu dân cư. Như vậy khả năng cao là ngay từ đầu ván đấu này sẽ không có bất kỳ một pha giao tranh nào diễn ra, bởi vì các team họ đã chọn những cái điểm cực kỳ khác nhau. Trở lại về ván đấu của chúng ta hôm nay thì đây là AK Quỷ Sứ, Sĩ Kẹo từ SK Team. Như vậy là Sĩ Kẹo bây giờ anh ta đã có hẳn với con đoàn tên rất lạ rồi, và lúc này thì họ vẫn đang có mặt ở trong vực thung lũng. Vừa rồi tôi nhớ là có hai team nhảy vào vực thung lũng, nhưng vì một lý do nào đó mà không có pha giao tranh. Vừa nói xong thì đã có những pha giao tranh đầu tiên trong ván đấu này. Tôi tin đây là Sĩ Kẹo. Vâng, dạo này anh ta mặc bộ đồ trông khá là ngầu, Huân đi lớp cũng như là Phương Nga 5150. Lúc này thì họ đang có mặt trong vực thung lũng, mà có điều gì để nói hay không, khi mà lúc này thì tôi thấy là họ đang bị bắn từ vị trí đối phương. Vừa có một tia lửa đạn nó phọt qua sát thủ LZ, anh ta là người có lẽ bắn cứng tay nhất ở trong cái giải đấu này của team Sĩ Kẹo. Và lúc này thì sát thủ LZ hay còn có tên đó là Hoàng Bì, anh ta bắt đầu lên cánh đã phát hiện ở đối phương rồi. Tôi tin là anh ta phát hiện ở đối phương rồi, vẫn đang hơi đang chần chừ một điều gì đó, đang có những pha giao tranh nhất định, và Phương Nga đã bị hạ gục. Bây giờ thì sát thủ LZ anh ta có ra tấn công không? Đây, đối phương đây rồi, có một pha móc mỉa bắn rất tốt vào một người chơi. Bây giờ thì tiếp tục tấn công bằng khẩu G18, nhưng có lẽ đối phương mạnh hơn vào vị trí sát thủ LZ. Sát thủ LZ đã bị bắn gục đến từ người chơi của đối phương rồi. Bây giờ thì Huân Nhi lớp đó là những mạng của Sin BN và team của Sĩ Kẹo họ đã bị quét sạch bởi team của 18 cộng vô lý ở trong tình huống này. Kiên Bắc Kỳ cũng đã có mạng gục đầu tiên cho mình. Lúc này thì For Đa Tài họ đang bị tấn công, đã có những pha giao tranh rất gắt, đang bắn For Đa Tài bị hạ gục bằng AN94. Kiên Bắc Kỳ và Ri Phan Phước đã cố gắng chống chọi, nhưng đó là team của Starboy VN, đó là team Starboy VN. Bây giờ họ sẽ công lên, Starboy đang bắn, và đây là TAT Viên cũng như là Phủ Tỏi, họ đang cover được lẫn nhau rồi. Starboy sẽ công lên. Bây giờ Starboy có mũ 1-2 thì những cái pha bắn nhẹ nhàng đầu vào đầu không có ý nghĩa gì lên vị trí của Starboy VN cả. Starboy VN sẽ có những pha công lên tốt ở trong tình huống này. TAT Nguyên đã bị hạ gục rồi. Củ tỏi anh ta không có mũ, đó lý do vì sao anh ta không dám công lên. Ở một vị trí này rất dễ có thể bị đối phương bắn gục. Bây giờ cứu Nguyên sẽ là một trong những điều mà được ưu tiên trong tình huống này. Đó là vẫn là pha công lên. Starboy phát hiện đối phương rồi, đang ghim tâm. Starboy lợi đam hơn và có mạng hạ gục dành cho Starboy. Anh ta sẽ gạt dò đối phương luôn, và đó là mạng dò vị trí của Phước. Bây giờ Starboy VN anh ta đang cúi xuống để tránh những sát thương, và team của TAT họ sẽ công lên. Củ tỏi phát hiện đối phương rồi, đối phương khó mà thoát được. Bây giờ khi mà đã bị đối phương phát hiện ra thì làm sao mà có thể thoát được. TAT Củ Tỏi, những người đồng đội đang bao vây, Thờ Vi không cẩn thận đối phương gạt trò luôn, đó là mạng của người Kiên Bắc Kỳ, rất khó chịu, đó là Kiên Bắc Kỳ. Và lúc này thì Starboy VN cùng người đồng đội của mình, đó là mạng gục dành cho Uyên. Uyên lúc khi nãy bị bắn gục, nhưng lúc này thì họ đã có pha hạ gục tốt cho mình. Bây giờ chúng ta lại còn 36 người chơi mà thôi. Team của Real Gaming họ vẫn đang loanh quanh, đã có một cái pha thủ ở trong khu vực gần xưởng cơ khí rồi. Evo béo KR nệ 19 cộng Opil như là gà cú tè, họ đang tản ra từ khu vực làng cảng lớn sang khu vực làng trại, lút thêm cho mình những lượng đồ tốt trong trận đấu này. AKS Mobi, Sakura, Hải Đăng như Quỷ Dữ thì họ đang có mặt trong khu vực cổng trời, đang dần dần tiến vào để có những cái pha giao tranh ấy chăng. Chưa, bây giờ BB ông xoáy, TTS Ác Chúa, TLM Toàn cũng như là Gô Tên họ đang có mặt trong khu vực doanh trại này, có lẽ rằng họ sẽ ở đây
game một thời gian tương đối lâu. Team của game của Tạ đã có những cái pha thi đấu tương đối tốt trong những cái pha đấu trước, và lúc này thì họ đang cố gắng là thể hiện những cái pha thi đấu an toàn của mình ấy chăng. Đây là Evo béo KR nệ 19 cộng, họ đã hai lần lỡ hẹn với vị trí top 1, mặc dù họ là một trong đội bắn cực kỳ có thực lực ở trong giải đấu này. Có lẽ đây là một trong giải đấu mà cái mức độ gắt cũng như là cái mức độ quan trọng của nó là rất lớn. FHK Vute, anh ta đã phát hiện ra một khẩu M79 ở đây rồi. Và bây giờ thì làm sao mới thể đỡ được những cái pha M79 này. Rio TV hạ của Vute bảo ly. Như vậy là cái team mà đã có hai ván liên tiếp lên vị trí top 1 đó thì phải lưu trung của Bảo Ly. Họ đang gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ tôi xem họ xử lý như thế nào trong tình huống này. TLM Rambo, Tugura, như là Lưu Trung TV, họ đang có những cái pha phòng ngự ở trong nhà. Như vậy là vừa có một pha tấn công hay chăng? Team của Rio TV, FML Nhân cũng như Hiệp họ đã bị quét sạch trong trận đấu này. Nhưng mà bỏ lại đó là một mạ gục dành cho vị trí TNT Bảo Ly. Bảo Ly là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng ở trong giải đấu này. Và đó lý do vì sao mà bây giờ team ở Lưu Trung có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó thở một chút. Lưu Trung có mặc bộ đồ cực kỳ sexy. Bra Eric Kid, SCB Hổ như WG Yan Mèo, họ đã phát hiện ra cái vòng bo này có thể nấp ở trong khu vực cực nam của nhà máy điện là nơi dừng chân của mình. Đó lý do vì sao họ đang tiến về phía này, và đây sẽ là một điểm nấp của họ kéo dài cho đến cuối ván đấu. Nhưng tôi nhắc lại là có rất nhiều livestream không hề có một tí delay nào ở trong cái giải đấu này. Đó lý do vì sao, đó lý do vì sao họ sẽ phải cẩn thận. Vô Lý đang phát hiện ra một người chơi di chuyển khu vực nghĩa địa. Vô Lý đang bắn, Vô Lý bắn tương đối tốt, và đó là mạ gục dành cho Siêu. Người bị mạ gục đó là Evo béo KR. Bây giờ thì Vô Lý tiếp tục bắn, và Vô Lý bắn rất ghê, và bắn rất ghê. Bây giờ sẽ là một pha công vào đến từ vị trí của team họ. Vô Lý vẫn đang bắn cảm giác rất thoải mái, không sao hết. CPN cả Sĩ Chiến đều đang đổ súng khá thoải mái và đã hạ gục được Forthut Gakute rồi. Gakute tôi nhớ anh ta có một quả M79, nhưng có lẽ anh ta chưa kịp sử dụng một pha thi đấu công được tốt đến từ team của béo KR. Và lúc này thì họ đã bị gần quét sạch đến từ vị trí team của Vô Lý rồi. Vừa rồi tôi thấy sao VN đã bị bắn gục và chỉ còn Uyên và Củ Tỏi mà thôi. Vâng, tại sao Uyên và Củ Tỏi họ là rất xa nhau, họ rất xa nhau, còn Saboy thì đã bị bắn gục rồi. Khá là khó. Vừa rồi đó là bạo gục của Aka Sakura. Team của ASMUBI, gọi là ASMUBI ăn mặc như thế nào? Anh ta vẫn mặc một cái bộ đồ phối hợp, nó rất là lôm côm. Và phong cách ăn mặc nó khá là kỳ lạ, trông nó tương đối rườm rà. Lúc này thì 78 cộng Vô Lý họ đang cố gắng di chuyển tiếp vào trong vòng mấy trăng. Aka ASMUBI cũng như người đồng đội của mình đang chạy dọc theo bên tay phải của vòng bo. Vâng, có nhiều người lại thắc mắc, chắc chắn là có nhiều người xem giải đấu này thắc mắc là tôi nên đọc ông này là ASMobile hay ASMUBI hay AS Mobile, thì tất cả đều chính xác. Và AS Mobile đã xác nhận với tôi là đọc kiểu gì cũng được anh ạ. Và đọc là AS Mobile, đọc là AS Mobi, đọc là AS Mobile, hoặc là AS Mỡ Bò đều ok hết. Và lúc này thì AS Mobi anh ta đang có những pha bật nhả ống ngắm để phát hiện ra vị trí của đối phương có gần đây không. AK Quỷ Sứ có mạng hạ gục vào vị trí của TNT Củ Tỏi. Và như vậy là Củ Tỏi lúc này thì hình như anh ta bị disconnect, anh ta được ghi một chỗ và ở rất xa vị trí của đồng đội mình. Đó lý do vì sao vừa rồi thì Quỷ Sứ có cái mạng gục có lẽ là đơn giản nhất trong cái sự nghiệp thi đấu của mình. Trở lại về ván đấu chúng ta hôm nay thì đang có những cái pha giao tranh và DR Goten đã bị bắn gục rồi. Bây giờ để xem họ đang bị team nào tấn công, TTS Ác Chúa đang phải lùi lại để có những pha bảo vệ, sẽ không ai cứu được vị trí của Goten. 124m là một khoảng cách tương đối xa, và đó lý do vì sao mà họ đang cảm thấy cực kỳ khó thở trong tình huống này. Bây giờ thì TLM Toàn tiếp tục đó là bạo gục vị trí của TTS Ác Chúa, BB ông xoáy, và đó là pha tấn công của Mamisi. TCM1 đang tấn công, Mamisi có mạng của vị trí của Goten. Như vậy là người tấn công vào team của game của Tạ chính là team của Ria Gaming. Và khá là khó chịu khi mà hai streamer, hai bình luận viên thì team của họ lại có những pha đụng độ với nhau từ khá sớm. Thì xem một có mạng của BB ông xoáy và Phúc Tạ hạ cùng Ác Chúa. Như vậy là team của Ria Gaming mỗi người chia nhau mạng hồn, nhưng TCM1 cũng đã bị TLM Toàn hạ gục rồi. Tôi cứ nghĩ rằng vừa rồi đó pha qua quét sạch đơn giản thì TLM Toàn anh ta vẫn làm tương đối tốt. Mamisi sẽ công lên, Phúc Tạ cũng như là Toàn DJ họ sẽ cố gắng kiểm soát cái hướng di chuyển đối phương, và tôi nghĩ rằng Mamisi sẽ có mạ gục trong tình huống này mà thôi. Mamisi có trong tay đó là khẩu
khẩu khẩu M4A1 và một cái lựa chọn khá là lạ, ít khi mà sử dụng M4A1 lắm. Trở lại về vào đấu thì có lẽ là Thiên Long Master Toàn anh ta có thể thoát được ở trong tình huống này. Anh ta đang cố gắng di chuyển ra xa khỏi khu vực làm Linh Nam, ra gần đến vị trí của bức tường, và có lẽ đây sẽ là một pha chạy thoát thành công. Vòng bò của chúng ta nó lại không thu vào khu vực xưởng nhà máy điện mà nó lại thu vào bên trong của hòn đảo, tức là đâu đó quanh xưởng cơ khí hoặc là tháp đồng hồ. Khá khó chịu. Bây giờ Toàn đang cố gắng ngắm ra tấn công vị trí đối phương, nhưng team của Đức Kim Minh họ vẫn chưa di chuyển. Có lẽ là cái khoảng cách di chuyển này nó hơi rộng một chút, nó hơi rồng lộn một chút. Đó là lý do vì sao mà team của Mamisi từ đầu ván đấu giờ anh ta vẫn chưa thể hiện được gì nhiều từ ván đấu thứ nhất. Đây là cá sấu A, anh Thìn, Ngát Vũ như là Shake, họ đang có mặt ở trong cái khu vực quanh trại này và họ cũng sẽ có một cái khoảng thời gian khá thoải mái để tiến vào trong vòng một cách đơn giản mà thôi. 23 người chơi được gì còn lại trong ván đấu này. Siêu PR đang phát hiện ra trước mặt có một đối phương và đó là cái team mà chúng ta vừa soi, đó team của Shake cũng như là anh Thìn. Nhưng CPN không dám nổ súng, đơn giản vì lúc này họ cũng không còn đầy đủ thành viên. Vô Lý, một trong những người bắn rất gắt của họ, đã bị hạ gục rồi. Trong khi đó thì Si Chiến anh ta vừa phải hồi lại cho mình lượng máu khá lớn. Lưu Trung TV, TLM Rambo cũng như là Tukuda thì họ đã tiếp cận đến khu vực khu dân cư rồi. Với việc tiến sớm được vào trong khu dân cư, có thể họ sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể toan tính trong những pha thi đấu tiếp theo như thế nào. Brian Eric, Rocket, SCV Hổ và Nhàn Mèo họ cũng có mặt trong khu vực khu dân cư, và như vậy là team của Lưu Trung TV có khả năng sẽ gặp nguy hiểm nếu họ chỉ cần tiến thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, thì khả năng rằng họ sẽ phải đụng độ với team của Brian Eric cũng như là Rocket và SCV Hổ từ rất sớm. Vẫn chưa có những pha giao tranh, vẫn đang nín thở. Trong tay Lưu Trung TV là khẩu M79. AK quỷ dữ đã có mạ ở vị trí của HN không sao hết rồi. Như vậy team AK phải nói vào đấu này họ thi đấu cũng tương đối tốt. Phải nói là tương đối tốt, thôi trái với những gì mà thể hiện trong những ván đấu trước, thì khi mà bổ sung thêm Sakura như là quỷ dữ vào thì có vẻ team AS Mobile họ sống khá là dai và đang cố gắng tiến sâu hơn và trong vực thung lũng càng ngày càng tiến sâu. TLM Toàn anh ta đã ở sát khu vực vòng bo rồi. Trong khi đó thì team của WAG Mamisi hay còn đó là team của Ria Gaming họ bây giờ mới bắt đầu tiến vào trong vòng cơ. Cá sấu A anh Thìn, Ngát Vũ như là Shake họ đang nấp ở phía dưới cái đường hầm này, nhưng đây không phải là một trong những cái đường hầm, không phải là một trong những nơi tốt. Đây là TAT Uyên, vâng, và TAT Uyên lúc này thì cô ta nấp ở trên cái chòi canh này, chứ lại mình Uyên trong ván đấu này mà thôi. Siêu PN như DND Sĩ Chiến họ đang có mặt trên tháp đồng hồ, đang phát hiện là đối phương góc bắn là rất rồng lộn, và lúc này thì DND Sĩ Chiến sẽ có một pha tấn công, nhưng anh ta cũng đang ở một vị trí cực kỳ trống trải và đối phương đang có những pha tấn công vị trí của Sĩ Chiến bằng hú hồn. Là hú hồn, cái ồn còn nguyên. Đó là những gì mà Sĩ Chiến vừa trải qua. Nhưng bây giờ khi mà vòng bo thu vào thì sẽ là khá khó. Sĩ Chiến siêu bên đời, anh ta lao ra, anh ta đã bị hạ gục rồi. Và lúc này chỉ còn lại Sĩ Chiến thôi. Vâng, bây giờ Sĩ Chiến anh ta sẽ phải làm gì? Cả sau A có mà hạ gục vị trí của siêu bên đời. Và đây là Sĩ Chiến chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Đó là những gì Sĩ Chiến đã phải gặp phải. Nhưng có vẻ đối phương không tha cho anh ta. Vâng, rất khó chịu là những gì mà Sĩ Chiến đang phải trải qua. Vòng bo nó thu lại rất đau. Team của Lưu Trung TV vẫn đang nấp ở trong khu vực khu dân cư. Tức là Bờ Toàn đã bị hạ rồi, không rõ lý do vì sao, nhưng có lẽ là đó một pha tự sát. Đây là Pro Eric cùng những người đồng đội mình, họ đang tiến đến gần một xưởng cơ khí. Vòng bo rơi vào chính giữa của một xưởng cơ khí luôn, chứ không phải là khu vực nào khác. Và đây là SCBG Hổ, anh ta đang có một cái khẩu FAMAS tương đối đẹp, rất hợp với con dao mà anh ta đang sử dụng. Mỗi tội đằng sau lại đeo ba lưng cân thỏ, khá là dị là những gì mà SCBG Hổ anh ta đang mặc. Đáng lẽ là đằng sau lưng anh ta là phải đeo con hổ, hoặc là ít nhất là phải đeo con rồng dùng các kiểu. Anh ta đeo cái con mà nó không hợp với phong thủy một tí nào, đấy là con thỏ, nhưng mà điều đấy thì cũng không quan trọng. Đây là AFK AS Mobile, và lúc này AS Mobile cũng như là đồng đội mình đã tiến đến gần vòng rồi, đang có pha trượt cỏ ở vị trí AS Mobile. Vâng, trượt cỏ, kỹ năng trượt cỏ rất tuyệt vời. Trở lại đi về vào đấu chúng ta hôm nay, vâng, lúc này một số anh em đang ý kiến về vấn đề rồng lộn. Vâng, tôi nghĩ là rồng lộn nó bình thường, rồng lộn như con rồng nó lộn mà thôi, nó không vấn đề gì cả. Đây là AFK AS Mobile tiếp tục mở ngắm lên soi đối phương, chả có đối phương nào ở đây cả. Vâng, những cái pha xử lý hơi rườm rà một tí, vâng, thể hiện mình là một người rất pro của AS Mobile. AK Hải Đăng, lúc này thì có lẽ team AK họ khá là thoải mái. Trong khi đó thì Mamisi, Phúc Tạo như là CV Toàn DJ đang nấp ở đằng sau một cái hòn đá, đang mở ống ngắm lên để phát hiện đối phương có đây hay không. Cái vị trí thi đấu ở team WAG Mamisi hay còn đó là team Ria Gaming hơi co cụ một chút, vâng, hơi kém sự chủ động. Có lẽ là do họ hơi họ chưa có thời gian để mà tập luyện với nhau nhiều. Lúc này thì team của Shake Kasoa, AK Hải Đăng có mạng gồm ở vị trí TLM Rambo. Phải nói team AK và đấu này thi đấu xuất sắc rồi, họ thi đấu rất xuất sắc và đang có
những pha giao tranh tiếp theo cho mình ở trong vực sườn sườn cơ khí này. AK Hải Đăng sẽ có một pha tấn công, đá chim kìa anh, đâu đá đâu, đá đâu, chim đâu để mà đá. Tiếp tục là những pha đá chim lẫn nhau, team của Lưu Trung đã bị quét sạch và sẽ không có ván đấu top 3, à không, ván đấu top 1 thứ 3 liên tiếp dành cho họ ở trong ván đấu này. Và lúc này team AK, Sakura, Hải Đăng, Quỷ Dữ họ đang lột xác, họ đang thể hiện mình chính là Quỷ Dữ đây. Trong khi đó thì Mamisi đang bắn, Mamisi vừa rồi đó là một pha kê đầu tương đối tốt, gây đi khá nhiều sát thương đến từ vị trí của Mamisi. Anh ta sẽ cố gắng di chuyển trong vòng trong khoảng thời gian sớm nhất. Toàn đi giày ở Phúc Tạ cũng bám rất sát với Mamisi. Vâng, còn đây là cá sấu A, họ đang có một cái pha setup để có thể có vẻ sạch đối phương. Phúc Tạ có mạng ở vùng tiếp theo, mà không hiểu sao mới đến ván thứ 3 rồi mà team của Riga Gaming họ mới bắt đầu thể hiện được cái trình độ của mình. Phúc Tạ vừa rồi có những pha bắn tương đối tốt, Mamisi hạ gục đối phương, đó là bạo gục Mamisi ở vị trí của SCB ở hổ rất hay, đó là pha tấn công chớp nhoáng từ vị trí của Mamisi, tôi tin là như vậy. Và bây giờ Mamisi anh ta xử lý như thế nào trong tình huống tiếp theo, sẽ có một pha công vào hay chăng? Đối phương ở trong sở cơ khí là rất nhiều toàn DJ, như Phúc Tạ đã tiếp cận rồi, cả sầu A anh thì ngạt vũ ở Shake họ đang ở trong này, cả toàn DJ có mạng à gục vị trí của WG Yan Mèo, kéo số lượng người chơi chỉ còn lại 13 người. Đây là WG Shake, đây là Sĩ Chiến, Rocket, họ tất cả đều mặt trong khu vực sở cơ khí. Team của Icebomby họ đã vào trong khu vực sở cơ khí rồi và có thể sẽ có những pha tấn công rất tốt từ vị trí Icebomby. Đã phát hiện một người chơi khác sẽ có pha công vào đến từ vị trí Icebomby đang tấn công vào, đó là Icebomby anh ta đang bị bắn nhưng vẫn lời sát thương hơn. Mamisi hạ gục một Rocket rồi, như vậy Mamisi hạ gục từng người một và đưa team Riga Gaming đang rất gần chiến thắng. Nhưng ở đây còn team AFK, đây là Icebomby anh ta đang cố gắng chống trả vị trí đối phương. Quỷ Sư có mạng hạ gục tốt cho mình, toàn đi dây Phúc Tạo và Mamisi. Và đấu này dường như họ lột xác sau hai ván đấu đầu tiên, có những pha thể hiện không được tốt, đang liên tục có những pha bắn vào, còn lại 12 người chơi trong ván đấu này mà thôi. Team của anh Thìn, Nã Phú và BOG Shake và anh Thìn đúng này họ đang di chuyển ra bên ngoài với vòng bon lại không thu ở trong vùng sở cơ khí. Như vậy là team của SOB có thể sẽ bị trap, có thể họ sẽ bị kẹt lại trong vùng sở cơ khí không. Và lúc này thì Ngát Vũ như anh Thìn họ đã phát hiện ra ở phía trên cái chòi canh vẫn còn người ở trên chòi canh và đang có những pha công lên tới vị trí của WG Shake. Sẽ khó cho người chơi đang nấp ở trên chòi canh lúc này, chỉ có lại 12 người chơi chúng ta mà thôi. Người ở trên chòi canh đằng sau cái hòm tính đó là Sĩ Chiến, anh ta đang phải một mình cân ba, rất nhiều lựu đạn được ném ra và Shake có mạng ở vị trí của DAD. Sĩ Chiến còn lại 11 người ở trong ván đấu này, liên tục có những pha tấn công. Và như vậy team AK đã quét sạch team của Riga Gaming trong tình huống vừa rồi. Mamisi bị hạ gục, Icebomby cùng những người đồng đội mình đang thi đấu như lên đồng và bây giờ chỉ còn lại hai team mà thôi. Team của AK, Icebomby anh ta sẽ di chuyển ra và sẽ thi đấu như thế nào? Bây giờ Sakura có một pha bắt bài vị trí đối phương rất tốt, đó là những gì mà team của AK thể hiện trong ván đấu thứ ba này. Sẽ có một pha công lên và AK Quỷ Dữ có mạng gục cá sấu A, Hải Đăng công ra, Quỷ Dữ tấn công, Quỷ Dữ sẽ có mạng gục, anh Thìn đã bị gục, Ngát Vũ bị gục và AK họ sẽ chiến thắng ở trong ván đấu này. Đó là top 1 dành cho team AK trong ván đấu này rồi. Team của WG Shake, anh Thìn, cá sấu A và Ngát Vũ về top 2. Team của WG Mamisi hay đó chính là team đại diện của Riga Gaming về vị trí top 3. Team số hạng 4 đó là Vô Lý, Sĩ Chiến, không sao hết cũng như là SuperN. Team số 5 Yan Mèo, Rocket, SCB Hổ và Pro Eric phải nói rằng là rất tuyệt vời. Và đúng là WG Mamisi anh ta đã dẫn dắt team Riga Gaming có những pha thi đấu cực kỳ hay. Top 3 là một điều rất tuyệt vời và hy vọng là ngày mai thì sẽ còn có những sự thể hiện tuyệt vời hơn nữa đến từ team Riga Gaming nói riêng và tất cả team nói chung. Ván đấu thứ này, ván đấu thứ 3 này thì team của AFK họ đã thay đổi hẳn, họ đã có một sự lột xác và 13 mạng hạ gục là những gì đưa Icebomby cùng những người đồng đội mình lên top 1 trong ván đấu này. Phê quá.